Chắc con quán hận mà Lâm phải không Luân? Con đâu dám hờ trách má, chị mới đây thôi. Từ hôm ba con về, con mới hiểu rõ một đôi điều. Con hỏi thăm má, con xin phép ba cho con đến đây gặp má. Mặc dù má không nhìn con, nhưng con cũng gặp má một lần. Tại sao má không nhìn con? Tại sao má không nhìn con? Luân ơi, con là con ruột của má mà Luân.